Chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới được đưa lên sàn đấu giá Thụy Sĩ, tin từ Thụy Sĩ. Henry Grace Super Complication, chiếc đồng hồ đắt giá nhất trên thế giới với trị giá lên tới 12 triệu euro, hiện đang chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá của Sotheby's vào ngày 11 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 175 năm ngày thành lập của hãng đồng hồ nổi tiếng Thụy Sĩ. Vào năm 1925, một chủ ngân hàng kiêm một nhà sưu tập đồng hồ New York, ông Henry Graves, đã tham gia một cuộc tranh tài với ông trùm người Hoa Kỳ Patek Philippe để tạo ra chiếc đồng hồ phức tạp nhất trên thế giới. Chiếc đồng hồ vàng của Henry Graves nặng 500 gram và có khả năng hiển thị thời gian, lịch và cả tuần trăng. Ngoài ra, thì chiếc đồng hồ này còn được chế tạo để có thể hiển thị năm nhuận, có khả năng tự động thêm ngày 29 tháng 2 trước khi bước sang tháng 3, nếu cần thiết, và có bộ lịch tự động không cần điều chỉnh cho đến tận năm 2100. Chiếc đồng hồ kỳ công đã được tạo thành từ 920 bộ phận và tiêu tốn của Henry Graves 60.000 francs Thụy Sĩ, giúp cho ông giành được phần thắng trong cuộc thi với Philippe. Henry Graves Super Complicated được bán lần đầu tiên vào năm 1999 bởi Bảo tàng Thời gian với giá là 11 triệu Mỹ Kim. Cùng xuất hiện với nó trong cuộc đấu giá vào tuần tới sẽ là Graff Ruby, một viên hồng ngọc hiếm quý và một sợi dây chuyền ngọc trai của Josephine de Beauharnais, vợ của Napoleon.